Thì chặt thuốc nam không à, Dạ. từ ngày bị dịch tới giờ không có chặt nữa, nghỉ. Dạ. Là giặt thuốc nam cái đó là mình giặt từ thiện hay là mình Chặt cho từ thiện, người muốn đổi gạo thì ta cho gạo mình ăn. Kỳ Gâu xin chào quý quán quý vị đang xem kênh 67 hành trình. Hiện tại Kỳ Gâu đang có mặt tại khu vực ngang núi Dài. Thì cái địa phương thì Kỳ chưa nắm rõ, để xíu Kỳ hỏi địa phương ở đâu. Thì nghe nói gia đình này là có một cái người, nói chung là một bà lão thì nuôi ba cái người, thêm ba người con có cháu có, nhưng mà ba người đó đều có bị vấn đề thần kinh. Thì nói chung là người ở xóm người ta kêu bị khùng đó các bạn. Thì Kỳ sẽ vô trong, Kỳ sẽ thăm hỏi gia đình thì xem cái hoàn cảnh như thế nào. Thì mời quý cô bác quý anh chị vô trong để mà hỏi cái vấn đề gia đình sức khỏe luôn nha. Thì ở đây là cái nhà của cô mấy anh? Cô ba. Dạ, thì trước cửa nhà của cô nè là có cái này không có gì quý hơn độc lập tự do, còn bên đây là không gì có chỉ sợ lòng không bền, có cái câu danh ngôn trước nhà nhìn rất là ngộ thôi. Thì Kỳ cũng đi vô trong. Thì con chào cô ba. Dạ. Cô ba năm nay nhiêu tuổi rồi cô ba? 78. 78. Rồi ba người đây là con mình với cháu ha, về cô. Đứa con hai đứa cháu. Ở đây là con mình ha, con Nhỏ là con này cháu. cô đứa thứ mấy rồi, nhiêu tuổi rồi, Nó năm mươi mấy rồi, nó năm tuổi mấy nọ hả? đó. Vậy là hai người này là con của cô này ha, gì rồi Dạ, bà. nó con. Dạ. Anh tên gì? Sơn. Sơn. Anh Con này tên Minh. Mình. Lê Văn Minh. Dạ. Anh Sơn nhiêu tuổi rồi? 34. 34 ha. Có gia đình chưa? Chưa. Chưa hả? Còn anh Sơn. Chưa, nó cũng chưa. Sơn nhiêu tuổi rồi? Nó này nó tuổi 10 đó, nó tuổi em. Dạ. Cũng ba mấy, ba Ba mấy. mấy luôn ha. Dạ. Chung thì ba người. Thì bà ở đây bà mình làm công việc gì bà? Bà. Mấy năm trước thì chặt thuốc nam không à. Dạ. Rồi bị dịch tới giờ không có cho chặt nữa, nghỉ. Dạ. Là giặt thuốc nam cái đó là mình giặt từ thiện hay là mình Chặt cho từ thiện, người muốn đổi gạo thì ta cho gạo mình ăn. Dạ. Vậy là một ngày của mình là thu nhập khoảng nhiêu tiền bà? Là tiền thì không có đâu, lần này nên mướn được, có khi không. Còn tôi chặt thuốc nam qua năm suốt tháng vậy đó. Nói chung là mình giặt thiện mà từ Dạ, đó thiện. là người ta cũng thấy hoàn cảnh nghèo, ta cho gạo ăn. Chứ không có tiền bạc gì ha. Không, không có tiền. Rồi lao động chính ở đây là Hôm nay có mình lần này nó đã đỡ, nó đi làm đó. Thế Vậy nó là anh đi cũng làm công việc gì anh? đi cái như làm chạy cưa. Chạy cưa ha. Là thu nhập của mình ngày khoảng bao nhiêu tiền? Cái nhà có hai có Hai trăm hai có rưỡi hai à? có 250. 250. Dạ. Vậy là Gì tôi bận đấy. đợi. Thì cũng như một ngày đó mình làm chạy cưa, mình có làm công việc khác không? Mướn gì mặn, ai mướn gì mặn Có nấy vậy hai nè. đứa làm. Nói chung chạy cưa nếu mà mình đi làm nó là một ngày được 250. Mà ngày 250 mà ai Rồi mướn gì mặn nấy. bà ba ở nhà thì không có làm công việc gì Không có hết. làm hết trơn á. Vậy là ông ba mất lâu chứ bà ba? Mất nó cái trả tang đếp năm rồi. Cũng gần năm rồi ha. Vậy là hiện thời bây giờ là anh gì em quên này, Sơn. anh Sơn là lao động chính trong gia đình để mà có thêm thu nhập để mà nuôi giúp trong gia đình. Sơn đi làm về đưa tiền cho bà ba anh Sơn. Đưa tiền. Làm chạy cưa cũng gần đây không? Đang xuất Không dám bên. xài đâu, mà về đưa dám xài đâu. Nó mẹ ở trong nhà mà tỉnh tỉnh hết trơn rồi. Tỉnh hết trơn ba. Trong thì trong gia đình của bà ba nè, thì ba người đều mắc cái vấn đề là bà giống như là cái bệnh cái vấn đề thần kinh thôi bà. Cũng như là anh Sơn cũng bị nhẹ hay nặng anh Sơn? Nó đỡ Nhà cũng nhẹ. Anh Sơn có uống thuốc không? Thuốc hàng Không. ngày không? Không, Không không ít hả? thôi. Rồi hai người này có uống không? Nói chung mình Sơn còn cái có thể mình còn cũng tỉnh táo mình đi làm bình thường hả anh Sơn? Nhiều khi mình có quậy bọ này kia không? Không. Quậy là công an bắt chết nha. Rồi anh này có quậy không? Không. Cô củi. Làm gì? Cưa củi tiếp á hả? Mình. À, cưa củi tiếp ha. Rồi cô làm ở nhà cô làm cái gì? Cơm Cơm tiếp mẹ vậy hả? Vậy là bà ba đó, được mấy người con bà ba? có hai đứa à, thằng ở Lương Phi với nhỏ đó đó. Vậy là cái chú kia có bị gì không?
Không, là bình thường. Kia, nó không có gì, gì. Bình thường ha. Nhưng mà nó có vợ có con cái tiên rồi. Ừ, rồi bà ba phải hiện thời bây giờ phải nuôi ba người trong gia đình đều bị bệnh hết. Nhưng mà là không chính là anh Sơn. Rồi trong cái mùa dịch này mà là mình đâu có làm gì được hả anh Sơn? Không, không có làm gì hết á. Cô bác chính quyền ta cho gạo ăn. Ừ. Cô bác ta cho gạo. Nói chung là mình cũng được hỗ trợ của địa phương chính quyền ở đây. Dạ, được cũng hỗ trợ chính quyền địa phương để ta giúp đỡ. Ừ. Là người ta cho mình hàng ngày hay sao cô bà ba? Thì hôm đi chợ đến giờ thì cho hàng ngày, rồi hôm đến nay cũng đỡ giảm. Dạ, bà ba nói chuyện lớn lớn tí xíu. Ta cho. Dạ. Ừ. Chung thì mấy tháng nay không có ai làm được kiếm tiền cho người hết tiền luôn hay sao bà ba? Tiền thì nói ai cũng nói đi mà kiếm đổi ăn nhín nhín vậy ta. Ừ. Là mình làm mình tích lũy lúc đó tới giờ mình còn cũng chút đỉnh để ăn đó ha. Nhưng mà mùa dịch là mấy tháng dài chắc hơn. Cũng ăn mắm muối vậy. Dạ, cũng hoang chế là. Chứ mùa dịch thì ai cũng ảnh hưởng cho mà không. Dạ. Nhưng bây giờ hồi nãy con nghe nói là cái nhà của mình hình như là được chính quyền địa phương họ cho mình để cắt lên phải không bà? Bên cái này của ai cho? Cho mấy năm nay rồi, giờ nhà giờ muốn sập rồi. À, cái này bây là của ai hỗ trợ bà? Này ở quân khu cho là rồi, giờ nếu muốn sập rồi, bây giờ tôi cũng chưa biết làm sao chứ tôi ngồi tôi thở ra. Ừ, của bên quân khu cho mình ha. Dạ. À, thì ở đây thì giống như người ta cho nguyên thành phẩm nguyên nhà luôn hay sao bà? Cái nhà trong á, còn cái nhà này á nó có tiền là cất tư. À cái nhà trong ha. Nói chung thì cũng hơi xuống cấp rồi. Rồi giờ ông mất rồi giờ không biết làm sao chứ. Dạ, lúc còn ông ba thì ông còn làm này kia ha. Dạ, lúc ông còn mà thì ông còn làm này làm kia giờ ông mất rồi. Dạ, giờ là chủ chốt là cho anh Sơn đảm nhiệm vai trò ha. Nó làm tạm tạm để đỡ thôi. À, cũng có thêm thu nhập đó bà chứ không có ảnh cũng mình đâu có thu nhập đâu hả? Cũng đỡ. Hai người này thì phụ tiếp gia đình thôi trong nhà thôi chứ không có làm gì cả tiền hết. Dạ. À, cái địa chỉ ở đây là cái gì bà? À, thời gian trước á tôi người ở ân cư. Giấy tờ ở ân cư nhưng mà tôi về đây tạm trú ở đây. Không ý con hỏi là cái địa phương mình ở đây là gọi bằng kêu bằng cái gì? Ở đây là An Hảo, ấp Tà Lọt. An Hảo ấp Tà Lọt. Xã An Hảo ấp Tà Lọt. Dạ. Quận Giang Biên. Dạ. Dạ. Nói chung là cái địa chỉ các bạn thì nếu mà ai có người ở địa phương An Giang hay Chi Tôm gì đó, nếu mà thấy được cái video này thì có giúp đỡ thì cái địa chỉ của bà ba đây thì cứ lại hỗ trợ. Còn không thì gọi cho Kỳ thì có gửi quà hay là tiền cái này kia thì Kỳ cũng sẽ đem vô đây thì trở lại đây một lần nữa để mà thăm gia đình rồi sẵn đó trao quà cái gì đó nếu mà bà con trên cộng đồng mạng YouTube nè họ có xem được họ có thương mến gia đình của mình đó thì có giúp đỡ thì con sẽ tìm đây lại một lần nữa nha bà. Dạ. Yeah. Cái ba cái củi này là mình cưa để dành xài hả bà? Củi đó người ta mới cho dắt về cưa chậm. Dạ. Rồi mình nó không làm để dành chậm phơi vậy hả? Người ta cưa chứ mình nó có cưa. Mà cháu hồi trước nó cưa giùm. Lấy máy cưa cưa hả? Dạ. Với mình không cưa nhà hả? Không có máy. À, mình không có cây cưa tay hay cưa tay không cưa? Không có. Dạ. Anh Nam gì em quên này? Minh. Minh là hình như là... Anh Minh nhiêu tuổi anh Minh? Không biết luôn hả? Không biết. Mất cả. Minh có gậy chưa? Không đó đâu. Dạ. Anh Minh thường ngày giúp cái này là gì là kêu bằng bà nội hay bằng ngoại hả? Dạ. Có giúp ngoại làm gì không anh Minh? Củi. Quay qua đây nói chuyện quê. Mất cả. Dạ. Hả? Thôi anh chịu thôi đi, không chịu thôi đi. Dạ. Dạ dạ. Làm tiếp ngoại vậy ha. Vậy là anh Sơn đây là cháu ngoại hay cháu nội? Cháu ngoại. Cháu ngoại luôn hả? Rồi cô ở đây thì nấu cơm. Năm mấy tuổi ha, cũng khổ rồi. Bà ba năm nay thì cũng bao nhiêu quên rồi ba? 78. Cũng lớn tuổi rồi. Thì sau này thì nói chung thì cái hoàn cảnh gì thì khi bà ba mà không có phụ tiếp thì cũng rất là khổ luôn á. Ba người trong gia đình trong nôm, nói chung anh Sơn thì có thể đi làm kiếm tiền thu nhập được.
Vậy là anh Sơn nó có nhiệm vụ nuôi hai người này hả anh Sơn? Dạ. Có tính có gia đình không? Chưa. Mà có suy nghĩ là mình có chưa, có gia đình nữa không? Chưa có ý nghĩ luôn. Đâu có tiền cứ vợ. Không có tiền. Có gãi chưa ông? Có chưa có ít gì. Có đâu mà có. Có đi chụp gái không? Không, ít nghe đi lắm. Bây giờ là chưa có mánh tình nhắc dai luôn. Dạ. Trời ơi. Từng tuổi này chưa có gãi nào hết trơn trời. Ông nói thầy cây cây giờ chúng có gậy chưa nè? Chưa. Chưa đâu ha. Yeah. Rồi định chừng nào cưới vợ? Chưa biết. Chưa biết mà. Hay là đợi bà ngoại bà cưới vợ cho mới chịu. Ngoài có tiền. Đi làm nhà là năm mới có tiền cưới vợ. Vậy là đang làm tích lũy tiền để dành tiền ha. Dạ. Quên lấy. Dạ 5 triệu thôi, không sao đâu. Thì nói chuyện thì bữa nay Kỳ cũng ghé thăm gia đình thì thăm hỏi gì thôi cho vui. Rồi khi có người giúp đỡ thì Kỳ sẽ trở lại đây để mà thăm gia đình một lần nữa. Thì còn chích về số tiền là 200.000 của chị Dung để gửi cho gia đình. Thì thấy gia đình cũng thấy thương quá. Dạ, thì con gửi cho bà nhận giùm con nha bà. Của chị Dung gửi tặng cho gia đình. Thì số tiền thì con cũng chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, khi nào có cái tin gì vui thì con sẽ theo đem lần nữa. Dạ.